Thưa quý vị và các bạn, cơn mưa lớn kéo dài từ 6 giờ 30 sáng cho đến bây giờ là hơn 11 giờ trưa nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hiện tại thì xe lưu thông trên đường rất là khó khăn, nhiều xe đã chết máy và người dân phải dắt bộ đi qua những con đường như thế này. Dắt xe qua các đoạn ngập một cách khó khăn, người đi bộ trong dòng nước cũng không phải dễ dàng. Xe hư, chết máy, nhiều người dân kêu trời vì cơn mưa to liên tục nhiều giờ liền không dứt. Các tuyến đường của thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang ngập sâu, ảnh hưởng rất nhiều đến giao thông. Theo ghi nhận, nhiều xe máy bị ngập nước làm chết máy, người dân phải dắt bộ rồi tạm đứng ở một góc đường chờ nước rút. Không chỉ ảnh hưởng đến lưu thông, nước ngập sâu khiến nhà dân ở mặt đường cũng bị nước tràn vào kéo theo nhiều rác dơ. Bà Võ Thị Phương, người dân sống ở đường Lâm Quang Kỳ, phường Vĩnh Lạc cho hay, nhà cửa đồ đạc bị ướt vì nước tràn vào nhà từ trước ra tới sau. Mưa ngập cũng làm ảnh hưởng đến việc buôn bán khiến bà phải dọn hàng vào sớm, thay vào đó là đi dọn dẹp nhà cửa. Cái con sách của mình rất đáng lai là chưa có ai mua hết, là bắt đầu mưa dính xuống luôn. Bắt đầu xe lớn chạy rồi là sóng tràn vô gác dưới ba cái cát rồi nè, tràn vô. Bây giờ quét là chắc có lẽ là một ngày nay mới xong. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Kiên Giang, từ đêm 10 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7, Kiên Giang có mưa trên diện rộng. Cơn mưa cường độ lớn đã gây ngập úng cục bộ nhiều khu vực. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 60 mm. Khả năng mưa to còn kéo dài trong những ngày tới.